Hello, chào anh em đã quay trở lại với kênh Cu Gái Ninh Thuận. Hôm nay mình làm clip này để so sánh cái độ mảnh mịn và cái độ sắc nét của hai mẫu giò. Thứ nhất là mẫu giò cáp C4 và thứ hai là mẫu giò cáp C7. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip thực tế này để cho anh em so sánh xem hai cái bộ giò này, cái bộ nào là cáp nó sẽ nhuyễn hơn và cái độ sắc nét nó đẹp hơn nha. Thì đây bên tay trái màn hình là cái bộ giò cáp C4 nha anh em. Và bên đây là bộ giò cáp lụa C7. Thì trước giờ thì bên mình cung cấp cho anh em là cái mẫu giò cáp C4. Nhưng mà cái thời gian gần đây thì mình cảm thấy cái mẫu giò cáp C4 này nó không có còn được tốt lắm nữa. Và khi mà đi đánh bổ trận thì có nhiều con nó phát hiện. Thì hiện tại mình đã nâng cấp cái sản phẩm lên là mình làm ra cái mẫu giò cáp C7. Tại vì cái cáp C7 này á, thì cái cáp nó rất là nhuyễn. Thứ nhất, thứ hai là mình có nâng cấp lên là mình thu nhỏ cái dây suốt này lại, và cái dây liên kết này cũng nhỏ lại luôn để ngụy trang tối đa nha anh em. Chủ yếu là bây giờ toàn là bổ trận không. Thì đây là hai mẫu giò Việt luôn nha anh em. Thì bây giờ nhìn sơ qua thì hai bộ giò này thì anh em cũng đã thấy được cái bộ giò nào là nó nhìn nó nhuyễn hơn rồi đó. Để cho anh em xem gần hơn nha. Về hai cái chủ yếu là hai cái cáp của nó, hai loại cáp của nó. Đây là mỗi bộ 10 chân nha anh em. Mình sẽ làm clip so sánh thực tế cho anh em xem luôn. Đây bên tay phải là bộ cáp lụa C7 nha anh em. Còn bên tay trái mình là bộ cáp inox C4. Nhìn sơ về bề ngoài thì bộ giò cáp C4 cáp nó lớn hơn nha anh em. Cho anh em xem kỹ hơn này. Về hai loại cáp thì loại cáp C4 nó đã lớn hơn rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ra cho anh em xem chi tiết hơn nha, về cái cọng cáp nha. Cái mẫu giò cáp C4 này trước giờ mình cung cấp thì anh em sử dụng cũng rất là ok, nhưng mà càng ngày thì bổi nó càng khôn thì mình muốn nâng cấp sản phẩm lên để nó đạt tối đa cái hiệu quả cho anh em thôi. Đây là cái cọng cáp của giò cáp C4 nha anh em. Cũng khá là đẹp. Và đây là chân đồng khoan lỗ. Đó. Bây giờ mình sẽ lấy luôn cái bộ cáp C7 về đây cho anh em coi so sánh thử. Để anh em khi mà mua hàng thì anh em dễ lựa chọn nha. Còn cái hàng bên mình thì anh em cứ có mua thì cứ rất là dễ. Anh em khi mà gửi hàng tới anh em có thể xem hàng trước. Ok thì nhận hàng, thanh toán tiền cho bưu điện là xong nha. Rất là dễ, phương thức mua hàng rất là dễ nha anh em. Thì mình thì vừa chơi vừa cung cấp hàng 7 cho anh em, nên mình biết cái loại nào là ok để cung cấp cho anh em sử dụng. Mình luôn luôn nâng cấp sản phẩm để đạt những cái hiệu quả tối đa cho anh em sử dụng. Rồi, đây là bộ 10 chân nha anh em. Bây giờ mình sẽ so sánh hai bộ này như thế nào nha. Đó. Anh em nhìn sơ qua đã thấy hai cọng cáp nó khác nhau rồi đúng không ạ? Mình sẽ cho anh em xem gần hơn nha. Đó, anh em thấy cái cọng cáp lụa C7 này thì rất là mịn nha anh em.
Đó, đây là giữa một cái chân đồng này là bộ cáp C4 nha anh em. Còn mẫu cáp lụa C7 thì hiện tại mình làm chân inox khoan lỗ luôn. Tại vì cái chân inox này thì mình cũng làm lên nhiệt cho nó ra cái màu cỏ khô luôn. Và cái chân inox này đặc biệt anh em rất là thích. Cái chân inox này nó nhỏ mà nó cứng nha anh em. Thì bây giờ mình nhìn sơ về hai cái chân cắm này thì nó đã cái chân inox nhìn nó thấy nó sắc nét hơn rồi. Còn dây suốt hoặc là dây liên kết thì mình cũng thay những cái loại tốt nhất cho anh em luôn. Đó, đây là cái mẫu cáp lụa C7 nha anh em. Cái mẫu cáp lụa C7 này là chân inox. Và mình có buộc thêm một cái đoạn đồng cho anh em. Không có sợ tuột dây hoặc là tuột xuống khi mình cắm nha anh em, không có sợ sảy bổ nha. Còn khoen này là khoen đồng hàng bạc, rất là tinh tế nha, cáp thì rất là nhuyễn. Cho anh em xem này, cáp đã gọi là cáp lụa thì nó rất là mềm nha anh em, rất là mềm mà nhuyễn, độ đàn hồi nó rất là tốt. Xí chặt cho anh em xem luôn nè, vẫn trở lại trạng thái ban đầu nha anh em. Thì sắp tới thì mình sẽ không ngưng làm cái hàng cáp C4 và không có cung cấp hàng cáp C4 cho anh em nữa. Thì tất cả là mình sẽ cung cấp cho anh em cái hàng cáp C7. Khi đi đánh cái mẫu hàng mẫu dầu Việt này thì anh em nhớ cắm cho cái đầu cáp cao lên trên mặt đất nha anh em. Và cái dây suốt này anh em đừng có để cho đụng chạm đất. Thì khi mà anh em sử dụng một thời gian dính bổi á, thì cái cọng cáp nó có thể là nó dài ra, nó không còn được cái độ cong nữa. Thì anh em mình chỉ cho anh em cái cách sửa cái cọng cáp lại rất là dễ nha. Anh em cứ cầm như thế này nè, anh em vuốt vuốt nhẹ thôi, vuốt từ từ, vuốt vài vòng là nó sẽ ra cái lại cái hình cong như như ban đầu đó. Anh em thấy rất đẹp không? Đó. Hàng này thì được anh em ủng hộ rất là nhiều nha anh em. Mẫu giò cáp C7 này. Hiện tại mẫu giò cáp C7 này thì anh em đặt hàng rất là nhiều, mình cũng đang cố gắng để cung cấp đủ hàng cho anh em đây. Thì mẫu giò cáp C7 này nó bên mình có làm luôn là bộ 5 chân và bộ 7 chân cho anh em luôn nha. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số điện thoại mình ở trên. Rồi anh em đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những clip mới nhất nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.